Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Lính Nga hoảng sợ trước UAV rải thảm lửa bột hóa học. Phụ nữ Nga tố cáo quân đội Nga đang cướp bóc. Đức chuyển thêm 77 thiết xa Leopard 1A5 cho Ukraine. Ông John Kirby tuyên bố tổng thống Putin nên ngừng nói về bầu cử Hoa Kỳ. Bảo đổ bộ vào Việt Nam sau khi tàn phá đảo Hải Nam Trung Quốc mạng xã hội Trung Quốc lan truyền tin Anh quốc bị hỏa tiện tấn công. Hàn Quốc chuyển hệ thống diệt UAV đối phó với Triều Tiên. Thảm bại 07 trước Nhật Bản khiến đội tuyển Trung Quốc xấu hổ. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh Sống Bây Giây Tinh Hoa thứ Bảy ngày 7 tháng 9. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành. Ngay sau đây là bản tin của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, các nhà chức trách cho biết vào chiều hôm thứ Sáu, các cuộc tấn công bằng hỏa tiện của Nga vào thành phố Pavlohrad của Ukraine đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và làm bị thương hơn 50 người khác, trong đó có ba trẻ em. Theo thống đốc khu vực Sergei Lysak, các cuộc tấn công đã dẫn đến một số vụ cháy trong thành phố, bao gồm cả tại một tòa nhà chung cư cao tầng Ông cho biết một bé gái 9 tuổi và hai bé trai 11 tuổi và 4 tuổi nằm trong số những người bị thương. Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã bắn năm hỏa tiễn đạn đạo Iskander vào Pavlograd, nằm ở vùng Dnipropetrovsk miền trung, cách tiền tuyến ở vùng Donetsk lân cận khoảng 100 km về phía tây. Nga thường xuyên tấn công Pavlograd, nơi có một nhà máy hóa chất sản xuất thuốc nổ. Thành phố này có dân số khoảng 100.000 người trước khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Người Ukraine cho rằng hiện nay Nga được tự do phóng hỏa tiễn vào người dân Ukraine mà không bị giới hạn. Việc Nga vừa phóng 5 hỏa tiễn đạn đạo của Triều Tiên đến một khu dân cư ở Pavlograd gây ra thảm họa cho khoảng 60 nạn nhân, bao gồm nhiều trẻ em, là một tội ác có sự tiếp tay từ những cấm đoán vô lý của Hoa Kỳ. Hiện Ukraine vẫn bị Hoa Kỳ cấm tấn công các vị trí phóng hỏa tiễn của Nga. Quay trở lại tình hình trên mặt trận, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông John Healy, tin rằng Ukraine đang bước vào giai đoạn chiến tranh quan trọng và lưu ý tầm quan trọng của việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kyiv từ các đối tác phương Tây. Bộ trưởng đã gọi sự ủng hộ kiên định dành cho Ukraine là ưu tiên số một của mình và nói về niềm tự hào về cách Vương quốc Anh đã cùng nhau giúp đỡ Kyiv, nói thêm rằng cả tôi và Thủ tướng Keir Starmer đều quyết tâm tiếp tục làm việc trong chính phủ lao động. Ông Healy cũng bình luận về các hoạt động của Ukraine ở vùng Kursk, đã đánh bật sự cân bằng của ông Putin, khiến các khu vực biên giới Nga không được bảo vệ. Bộ trưởng Hilly cũng nhấn mạnh, ông ấy vẫn đang cân nhắc xem phải làm gì để đáp trả, trong khi Ukraine đang cầm cự trong khu vực. Trên tiền tuyến, hiện nay rất nhiều lính Nga đã hoảng sợ và cầu xin bộ chỉ huy nước này giúp đỡ sau khi UAV cảm tử FPV Ukraine sử dụng hỗn hợp nhôm Thermite để đốt cháy các vị trí phòng ngự cũng như mọi thứ lính Nga sử dụng. UAV sử dụng bột hỗn hợp nhôm Thermite của Ukraine hiện đang được sử dụng trên diện rộng. Đây thực sự là một đòn giáng mạnh vào quân đội Nga. Trong các kênh của Nga có sự thất vọng lớn về loại UAV tấn công mới này. Công nghệ sử dụng UAV mới của Ukraine đang trở nên dữ dội hơn đối với quân đội Nga. Những cơn mưa lửa hợp kim Magi và Termit gây cháy vào mục tiêu, ngay cả khi các binh sĩ Nga ẩn nấp trong tán lá rậm rạp. Khoảng 500 gram hỗn hợp Termit có thể được đặt dưới một UAV tấn công loại FPV tiêu chuẩn. Phản ứng hóa học được kích hoạt bằng điều khiển từ xa ngay trước khi mục tiêu xuất hiện trong khu vực. Nhiệt độ của bột Termit khoảng 2.500 độ, Điều này có nghĩa là hỗn hợp hóa chất này ăn mòn ngay cả sắt chỉ trong vài giây. Điều này khiến súng cối, lựu đạn và các viên đạn trở nên nguy hiểm đối với binh sĩ đang sử dụng chúng. Có những khu vực chỉ sau một đêm, toàn bộ đơn vị lính Nga đã mất đi trang thiết bị vũ khí. Ngay sau đó, nếu Ukraine tấn công, rõ ràng người Nga sẽ không thể chống trả với đôi tay trần. Trên mặt trận phía Kharkiv, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, quân Ukraine đang tiến về phía bắc Kharkiv, Tại đây, lực lượng Ukraine giành lại các vị trí đã mất ở phía đông bắc ngôi làng Lipsi khi kiểm soát được thêm 2,5 km vuông. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, quân Nga gần đây đã tiến nhẹ về phía tây bắc khu vực ngôi làng Peshtani. ISW cũng lưu ý rằng, tại khu vực Belgorod, sau cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Ukraine vào khu vực Kursk, người Nga đã bắt đầu khẩn trương, tạo ra đội tự nguyện dân quân mới có tên là Bars Belgorod. Thưa quý vị, đoạn phim mới về quân đội Nga cướp bóc trong các khu định cư sơ tán của vùng Kursk và Belgorod đã được công bố. Những người lính không chỉ lừa đảo các cửa hàng và hiệu thuốc mà còn cả nhà của người dân địa phương. Một cư dân của vùng Belgorod của Liên bang Nga khi về đến nhà đã tìm thấy những kẻ cướp bóc ngay tại hiện trường vụ án. Những người lính trèo vào nhà của cô, lấy mọi thứ có giá trị, bao gồm cả thức ăn. Người phụ nữ Nga này đã rất tức giận. Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát quân sự ngay bây giờ. Hãy để họ đến đây. Hãy mang nó trở lại đây cho tôi. Bạn đang làm gì vậy? Bạn không thấy xấu hổ sao? Bạn đang bị đói hay sao? Ở đây không có gì đáng giá. Người phụ nữ hét lên. Người Nga đã quay phim những kẻ cướp bóc bao vây ngôi nhà của cô ấy. Người lính chạy trốn khỏi nhà của cô và giấu mặt đi. Một tình huống tương tự cũng đang diễn ra ở vùng Kursk. Một video mới đã xuất hiện. Vào ngày 12 tháng 8, quân nhân Nga đã cướp một cửa hàng dành cho trẻ em ở ngôi làng Korenevo. Người lính gõ cửa bằng rìu. Sau đó anh ta không chỉ lấy tiền từ máy tính tiền, mà còn lấy cả hàng hóa từ các kệ của cửa hàng. Thưa quý vị, Đức sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 12 khẩu pháo Panzer 2000. Berlin và các đối tác khác cũng sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine 77 xe tăng Leopard 1A5 khác. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius công bố việc cung cấp thiết bị tại cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine theo định dạng Ramstein vào ngày 6 tháng 9. Theo ông, Đức sẽ chuyển giao 12 khẩu pháo Panzerhaubitzer 2000 cho Ukraine với giá 150 triệu euro. 6 chiếc sẽ được gửi đến Ukraine trong năm nay và 6 chiếc nữa trong năm 2025. Ngoài ra, ông Pistorius cho biết Đức và các đối tác châu Âu khác đang chuẩn bị chuyển giao 77 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 cho quân đội Ukraine. Như Bộ trưởng Quốc phòng đã lưu ý, các đồng minh muốn làm điều này càng sớm càng tốt. Xe tăng Leopard 1A5 sẽ được Đức chuyển giao cho Ukraine với sự hợp tác của Đan Mạch và Hà Lan. Vào ngày hôm qua, ngày 6 tháng 9, cuộc họp thứ 24 của nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine được tổ chức tại căn cứ quân sự Ramstein ở Đức. Bộ trưởng Quốc phòng từ hơn 50 quốc gia đều có mặt và nhóm này do lãnh đạo ngũ giáp đài Lloyd Austin dẫn đầu. Cùng có mặt tại Ramstein lần này còn có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, ưu tiên của Ukraine là hệ thống phòng không, hỏa tiễn, đạn dược, thiết bị và tăng cường năng lực tầm xa. Tại cuộc họp, người đứng đầu ngũ giác đại thông báo trong bài phát biểu khai mạc rằng Tổng thống Joe Biden vào ngày hôm qua sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới từ Hoa Kỳ trị giá 250 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị! ông john kirby điều phối viên hội đồng an ninh quốc gia về truyền thông chiến lược tại tòa bạch ốc đã chỉ trích các cuộc thảo luận công khai của lãnh đạo điện kremlin ông vladimir putin về việc ủng hộ một số ứng cử viên nhất định trong một cuộc họp báo tại washington và khuyên không nên can thiệp vào cuộc bầu cử ở hoa kỳ ông kirby trả lời trong một cuộc trò chuyện với các nhà báo về yêu cầu bình luận về phát biểu của ông putin rằng ông thiên vị phó tổng thống kamala harris trong cuộc đua tranh cử ông kirby nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo điện kremlin nên ngừng nói về cuộc bầu cử của chúng ta và chấm hết trích dẫn lời ông kirby cho biết ông ấy không nên thiên vị bất kỳ ai theo cách này hay cách khác những người duy nhất có quyền quyết định ai sẽ là tổng thống tiếp theo của hoa kỳ chính là người dân hoa kỳ ông john kirby cũng nói thêm rằng hoa kỳ sẽ rất cảm kích nếu Putin ngừng nói về cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và ngừng can thiệp vào nó. Tình báo Hoa Kỳ trước đó đã đưa tin rằng các đối thủ nước ngoài của Hoa Kỳ sẽ cố gắng tác động đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay bằng cách điều chỉnh hoạt động của họ theo các sự kiện chính trị trong nước. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố lệnh trừng phạt đối với ban quản lý kênh tuyên truyền của Nga, đài RT và các công ty liên quan vì can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã buộc tội hai nhân viên của kênh tuyên truyền này về tội vi phạm các yêu cầu đối với tác nhân nước ngoài và rửa tiền. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, vào sáng nay, cơn bão số 3 Yangi đã tăng tốc nhắm thẳng vào bờ biển của Việt Nam sau khi rời đảo của Hải Nam, Trung Quốc, đồng thời cho thấy không có dấu hiệu nào nó sẽ chậm lại. Đài CNN đã dự báo, sau khi tiếp cận đất liền, Cơn bão vẫn tiếp tục gây ra nguy hiểm trên đường đi. Bão Yangi có thể gây ra một trong những cơn cuồng phong mạnh nhất tấn công vào Vịnh Hạ Long và các thành phố xung quanh Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Theo The Weather Monitor, trong ngày hôm qua, sau khi tàn phá đảo Hải Nam dữ dội và gây ra thiệt hại lớn tại Trung Quốc, cơn bão Yangi hiện đang nhanh chóng tái tổ chức ở Vịnh Bắc Bộ và sáng sớm hôm nay, con đường đi tàn phá mang tính lịch sử của nó sẽ xâm nhập sâu hơn nữa vào miền Bắc của Việt Nam. Đổ bộ với sức gió sấp xỉ 200 km/h trong đêm nay. Đối lưu cực lạnh và lớn đã bùng phát trên góc phần tư ở phía nam của bão Yanggi, cho thấy khả năng tăng cường mạnh mẽ trong vài giờ tới nếu một mắt bão mới được bao phủ hoàn toàn. Đây là một tình huống rất đáng lo ngại. Trước đó siêu bão Yanggi đã tấn công vào tỉnh Hải Nam với sức gió giật từ 235 đến 265 km/h, phá vỡ kỷ lục về áp suất mực nước biển thấp nhất đó được trên đất liền ở Trung Quốc. Trạm trường tiểu học Beijing ở Văn Xương đã ghi nhận áp suất không khí tối thiểu là 922,0 hectopascal. Nhiệt độ nước biển ở Biển Đông ấm bất thường là một trong những lý do chính khiến siêu bão Yanggi có tốc độ tăng cấp nhanh chưa từng có trong lịch sử khí tượng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của Việt Nam, Yanggi đang là cơn bão duy nhất mạnh lên thành siêu bão, đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam. Bão Yanggi ban đầu hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngoài khơi của Philippines, sau đó đạt đỉnh với sức gió duy trì tối đa lên tới 240 km một giờ, khiến ít nhất là 13 người đã thiệt mạng ở Philippines do lũ lụt và lở đất. Hình ảnh cập nhật từ đảo Bạch Long Vĩ cho thấy mưa to gió lớn vào lúc 4 giờ 18 phút sáng ngày 7 tháng 9. Tốc độ gió lớn nhất ghi được ở đây đã lên tới cấp 11 và giật trên cấp 12. Ngoài ra, nhiều nơi khác ở các vùng ven biển và hải đảo như Cô Tô, Phủ Liễn, Ba Lạt Văn Lý cũng sẽ có gió giật cấp 8 và 9. Tại Móng Cái, Cửa Ông và Quảng Hà thuộc Quảng Ninh, gió đã mạnh lên cấp 7, cấp 8 và giật trên cấp 9, cấp 10. Điều đặc biệt là sau khi vào Vịnh Bắc Bộ, cơn bão này tăng cấp rất nhanh, khiến mắt bão nhìn từ vệ tinh rất rõ nét, đồng thời tăng cấp gió rất mạnh khi đổ bộ vào đất liền. Các đài khí tượng của Bắc Kinh, Hồng Kông đã nâng mức cảnh báo Yagi lên cấp 17, trong khi Hoa Kỳ nhận định Bão có sức tàn phá ở cấp 4 trên thang độ 5 cấp có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Thưa quý vị, các nền tảng xã hội Trung Quốc như Douyin và WeChat gần đây đã lan truyền tin đồn rằng London, thủ đô của Anh Quốc, đã bị tấn công bởi một hỏa tiễn không xác định và một sân vận động đã phát nổ. Kể từ ngày 1 tháng 9, các nền tảng xã hội của Trung Quốc như Douyin và Weibo đã lan truyền rộng rãi các video và hình ảnh cho rằng London, thủ đô của nước Anh, đã bị tấn công bởi một hỏa tiễn không xác định. Trong số đó, video do tài khoản Darwin, Focus Time and Space đã đăng tải có hơn 10.000 lượt thích. Cư dân mạng của Trung Quốc đã cho rằng, dù ai phóng hỏa tiễn thì ai cũng sẽ thích. Nước Anh đang đi vào nhịp điệu nội chiến, thậm chí có người còn cho rằng đó có thể dẫn tới thế chiến thứ ba. Tuy nhiên trên thực tế, AFCL đã tìm kiếm ngược lại bằng các bức ảnh và phát hiện ra rằng Bức ảnh này là của hãng tin Zuma của Hoa Kỳ, đề ngày 7 tháng 6 năm 2011 và thời điểm diễn ra cuộc nội chiến tại Libya, NATO đang ném bom thủ đô Tripoli của họ. Bức ảnh này chụp từ hiện trường của cuộc chiến tranh Libya 13 năm trước. Trước đó, truyền hình của nhà nước Nga đã cho rằng nếu thế chiến thứ ba nổ ra, London sẽ trở thành mục tiêu chiến lược đầu tiên của NATO bị hỏa tiễn của nga tấn công tuyên bố của Nga vẫn truyền cảm hứng cho nhiều cư dân mạng của Trung Quốc để lại tin nhắn trên Weibo yêu cầu Nga tiến hành tấn công vào Anh Quốc. Việc Vương quốc Anh đã tung ra đoạn video cháy nổ đã trở thành một cơ sở để thổi phồng thông tin sai lệch về cuộc chiến Nga và Ukraine. Các video về thảm họa thường bị chiếm đoạt làm thông tin sai lệch về chiến tranh. Trước đây, AFCL đã tiến hành kiểm tra hàng loạt các loại thông tin sai lệch này. Thưa quý vị, Hàn Quốc đã củng cố hệ thống đối phó với UAV cảm tử sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đẩy mạnh phát triển loại UAV này. Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc vào ngày 6 tháng 9 cũng cho biết quân đội của nước này đang điều động hệ thống chống UAV cảm tử tại nhiều địa điểm trên cả nước nhằm đối phó với mối đe dọa từ các UAV của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng cường khả năng ứng phó đối với UAV sau sự kiện vào hồi tháng 12 năm 2022, một UAV của Triều Tiên đã vượt biên giới để tiến vào Seoul. Hệ thống tích hợp chống UAV đang được triển khai tại các địa điểm quan trọng để ứng phó với các mối đe dọa từ UAV loại nhỏ của Triều Tiên, một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Hệ thống tích hợp có nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm radar và máy gây nhiễu tín hiệu, giúp phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các UAV này quân đội của Hàn Quốc cũng dự định bước đầu sẽ điều động 20 hệ thống đến các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Phòng vệ của thủ đô và các bộ phận bảo vệ những khu vực trọng yếu. Triều Tiên hiện chưa bình luận về động thái trên của Hàn Quốc. Triều Tiên gần đây đã thúc đẩy phát triển năng lực của UAV cảm tử khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một cuộc thử nghiệm UAV vào hồi tháng trước. Trong một diễn biến khác, quân đội Hàn Quốc vào ngày 6 tháng 9 đã cho biết Triều Tiên vẫn thả nhiều bóng bay chứa rác sang nước này trong ngày thứ ba liên tiếp. Thưa quý vị, như thể việc chịu thất bại nhục nhã 7-0 trước đối thủ Nhật Bản tại World Cup là chưa đủ, đội tuyển bóng đá quốc gia của Trung Quốc còn phải đối mặt với sự khinh thường và phản ứng dữ dội trên mạng từ người hâm mộ bóng đá và giới truyền thông của Trung Quốc, những người đã lên mạng xã hội để chế giễu tình trạng thể thao ở nước này. Trận đấu vào đêm qua là chủ đề thịnh hành hàng đầu trên trang Sena Weibo tính đến chiều thứ 6. Hashtag đội tuyển quốc gia đấu với Nhật Bản 7-0 đã nhận được 530 triệu lượt xem với những bình luận gay gắt thu hút hàng chục nghìn lượt thích. Một người dùng bình luận: Có lẽ họ nghĩ rằng hai bàn thắng là đủ, nhưng lại một lần nữa lại tạo nên lịch sử với tỷ số 7-0. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao đài CCTV không phát sóng trận đấu. Một người khác nói thêm: Vào hôm thứ năm vừa qua, đội tuyển Nhật Bản, cũng là đội xếp hạng cao nhất tại châu Á, đã đánh bại Trung Quốc với tỷ số 7-0 để bắt đầu vòng loại thứ ba tại World Cup châu Á với chiến thắng vang dội tại thành phố Saitama. Trước đó, Trung Quốc đã lọt vào vòng loại thứ ba nhờ thành tích đối đầu vượt trội so với Thái Lan. Trận đấu này là trận thua đậm nhất của Trung Quốc trong các trận đấu vòng loại World Cup, kém một bàn so với trận thua kỷ lục 8-0 trước Brazil trong trận giao hữu vào năm 2012. Huấn luyện viên Branko Ivankovic của đội tuyển Trung Quốc đã phát biểu trong một bài bình luận được hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua đăng tải cho biết, Nhật Bản không chỉ là một trong những đội mạnh nhất ở châu Á, mà còn là một đội đẳng cấp trên thế giới. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây xin được phép tạm dừng. Y Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.